Cuộc hành quân Tango City, biên tập Thi, giọng đọc Hải Yến. Cuộc hành quân Tango City của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay còn gọi là trận cửa Việt, diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 1973. Đây là chiến dịch quân sự lớn nằm trong chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Tháng 1 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Tango City nhằm đánh chiếm cửa Việt trước khi Hiệp định Paris ký kết và có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công căn cứ cửa Việt đã bị Ủy ban Quốc tế về kiểm soát ngừng bắn ở Việt Nam xác định là hành vi vi phạm Hiệp định Paris. Để phục vụ chiến dịch Tango City, một đơn vị đặc nhiệm với tên gọi Lực lượng đặc nhiệm Tango đã được thành lập, thuộc Sư đoàn Thủy quân Lục chiến do Đại tá Nguyễn Thành Chí, Phó Tư lệnh Thủy quân Lục chiến làm chỉ huy trưởng, bao gồm Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến, 3 đại đội tăng cường của Tiểu đoàn 9 và 1 đại đội của Tiểu đoàn 5 Thủy quân Lục chiến cùng Thiết đoàn 17, 18 và 20. Các lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 147 và 258 tiến đánh trên các hướng thứ yếu, 3 tiểu đoàn pháo binh Thủy quân Lục chiến, 2 tiểu đoàn bảo an, 4 tàu đổ bộ LCU cùng hỏa lực không quân và pháo chi viện của hạm đội 7 và không quân Hoa Kỳ. Lúc này, quân giải phóng miền Nam Việt Nam phòng ngự tại cửa Việt là lực lượng mạnh gồm trung đoàn 48 và 64 của sư đoàn 320B ở khu vực Long Quang, An Lộng, Bồ Liên, Văn Hoa. Trung đoàn 101 của sư đoàn 325 ở khu vực Gia Đẳng. Lực lượng dự bị ở phía sau gồm trung đoàn 88 và 102 của sư đoàn 308, trung đoàn 52 của sư đoàn 320B. Được tăng cường một đại đội xe tăng T-54, một tiểu đoàn pháo chống tăng 85 ly và một tiểu đoàn trang bị tên lửa chống tăng B-72. Ngoài ra, còn có các đơn vị địa phương của Quảng Trị, khu Vĩnh Linh, đặc công hải quân và lực lượng pháo binh. Ngày 25 tháng 1 năm 1973, sau khi được yểm trợ của 70 lần chiếc B-52 và pháo hạm bắn trên 60.000 quả đạn pháo các cỡ vào khu vực Vĩnh Hòa, Long Quang, Thanh Hội, cửa Việt, phía Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nổ súng, chia thành 3 mũi dồn dập tấn công các bàn đạp trên toàn tuyến phòng ngự của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ở cánh đông, lực lượng đặc biệt Tango và một chi đoàn thiết giáp đột kích hướng chủ yếu ven biển vào Thanh Hội, lữ đoàn 147 và hai chi đoàn thiết giáp đánh vào Long Quang, lữ đoàn 258 đánh vào Nại Cửu, Chợ Sải. Cả ba hướng vấp phải sức kháng cự quyết liệt, bị thiệt hại phải dừng lại củng cố. Trong đêm 26 tháng 1, các trung đoàn 64 và 101 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã khẩn trương bổ sung điều chỉnh kế hoạch phòng thủ khu vực cửa Việt, hình thành 3 tuyến phòng ngự liên hoàn từ Sam Tuân đến Hà Tây, sẵn sàng đánh trả các đợt tiến công mới của đối phương. Sáng 27 tháng 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tiến quân dọc bờ biển hướng về cửa Việt với sự yểm trợ của 10.000 quả đạn pháo, 9 phi vụ B-52 và 5.000 đại hải pháo của hạm đội 7 Hoa Kỳ từ ngoài khơi bắn vào. Lực lượng đặc nhiệm được gần 100 xe tăng, xe bọc thép chi viện, mở liên tiếp 4 lần tấn công vào Thanh Hội. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam kháng cự quyết liệt. Đến chiều, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm được Thanh Hội và một phần làng Vĩnh Hòa. Trong khi đó, lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến được khoảng 40 xe tăng chi viện đánh vào Long Quang, An Trạch, chiếm được một phần trận địa. Nhưng ngay đêm đó bị trung đoàn 48 quân giải phóng miền Nam Việt Nam phản kích chiếm lại.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến được nửa đường, một số đơn vị bị tổn thất khá nặng. Trên dưới 20 xe tăng và xe thiết giáp bị hư hại. Với quyết tâm chiếm cửa Việt trước khi Hiệp định Paris được ký kết và có hiệu lực, quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều thêm quân, xe pháo và cho sư đoàn thủy quân lục chiến tiếp tục tấn công. Thấy tấn công trực diện không có hiệu quả, phía Việt Nam Cộng Hòa thay đổi cách đánh. Tối 27 tháng 1, lợi dụng bóng đêm, luồn qua khe hở giữa các trận địa phòng ngự của quân giải phóng để tiến ra cửa Việt. Khi phát hiện địch, các xe thiết giáp của quân giải phóng đã phát huy ưu thế quen thuộc địa hình, phản kích hiệu quả. Mặc dù đèn chiếu sáng và kính ngắm hỏng, nhưng nhờ ưu thế địa hình quen thuộc, riêng xe tăng 704 đã bắn cháy 3, bắn hỏng 1 xe tăng Việt Nam Cộng Hòa. Bị thiệt hại, phía Việt Nam Cộng Hòa buộc phải lùi lại củng cố. Đợt 2, phía Việt Nam Cộng Hòa dùng pháo binh bắn phá trận địa của quân giải phóng rồi tiếp tục tấn công. Vài xe tăng tiếp tục bị bắn cháy và lần tấn công thứ 2 bị đẩy lui. Đợt 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung lực lượng tiếp tục tấn công. Quân giải phóng dùng 2 xe thiết giáp lắp pháo cao xạ cơ động đánh vào sườn khiến đối phương phải rút chạy. Một mũi nhọn đột kích với khoảng 300 lính thủy quân lục chiến được 3 chiến xa M48 yểm trợ. Do Thiếu tá Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ huy. Đúng 7 giờ 58 phút ngày 28 tháng 1, 2 phút trước khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực, đã chọc thủng tuyến phòng ngự phía đông. Thế trận quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc này hình thành 3 cụm quân. Cụm 1 có 1 đại đội và 20 xe tăng và xe thiết giáp M113 ở cách cảng Mỹ về phía nam khoảng 700 m. Cụm 2 khoảng 1 đại đội và 10 xe tăng ở đông thôn Hà Tây cách cảng cửa Việt khoảng 1.500 m. Cụm 3 có 2 trung đội và 8 xe tăng cách cao điểm 4 khoảng 200 m về phía đông bắc. Sau khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 8 giờ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đánh về phía nam cao điểm 4 cách khoảng 600 m, tạo thành một cụm quân nữa. Cụm quân này có 2 trung đội cùng 12 xe tăng và xe M113. Tại mỗi cụm đều bố trí xe tăng thiết giáp ở vòng ngoài, phía trong là bộ binh. Trận chiến giằng co, phía Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nặng, trong khi số lượng xe tăng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam tham chiến cũng bị cháy hết. Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam ban đầu tỏ ra lúng túng do lo ngại có thể vi phạm hiệp định. Nhưng ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 đã lập tức điều động lực lượng dự bị tăng cường cho các trận địa đánh chiếm lại các vị trí đã mất. Trong đó có một số xe tăng của Trung đoàn 203 từ Cam Lộ, Quảng Trị. Các tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 48, tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27 và tiểu đoàn 38 bộ đội địa phương từ Bắc Cửa Việt và Chợ Sải vượt sông vào chiếm lĩnh trận địa. 1 giờ ngày 29 tháng 1, tiểu đoàn 38 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh cụm 1 và cụm 2, bắn cháy 5 xe. Một đại đội của tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm lại cao điểm 4. Trung đoàn 101 quân giải phóng miền Nam Việt Nam có 5 xe tăng, xe bọc thép đánh vào đội hình đối phương ở Đông Hà Tây và Vĩnh Hòa nhưng không ngăn được quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến về cảng, đánh vào các chốt của quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở Hà Tây, Cửa Việt, cao điểm 12. Trung đoàn 24, sư đoàn 304 quân giải phóng miền Nam Việt Nam và một đại đội xe tăng T-54 từ Miếu Bái Sơn được điều sang để tăng cường lực lượng cho cánh đông. Trung đoàn 66 quân giải phóng cơ động xuống Vinh Quang dự bị cho hướng đông. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó Tư lệnh Mặt trận B4 Cao Văn Khánh, Phó Chính ủy Hoàng Minh Thi và Tư lệnh Pháo binh Mặt trận Doãn Tuế, Tư lệnh Cánh Đông quân giải phóng miền Nam Việt Nam bố trí thế trận phản đột kích vào cửa Việt. Lực lượng chia làm 3 mũi. Hướng chặn đầu do Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B
và bộ phận K5 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiếp quản cửa Việt, bảo vệ, không cho các đơn vị thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa mở rộng khu vực chiếm đóng. Hướng khóa đuôi do Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B tăng cường hai tiểu đoàn từ Trung đoàn 24 và Trung đoàn 101 bố trí ở Vĩnh Hòa, vừa đánh các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa từ Thanh Hội lên tăng cường, vừa chặn lực lượng từ cửa Việt rút về. Hướng tấn công do Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 và Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 thiếu một tiểu đoàn. Tăng cường hai tiểu đoàn của mặt trận B5 tấn công vào các cụm phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở khu vực cửa Việt. 12 giờ ngày 30 tháng 1, quân giải phóng miền Nam Việt Nam mở đợt phản công đầu tiên không thành công do nổ súng không đồng loạt. Ngày 31 tháng 1, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tập trung 5 tiểu đoàn của bộ phận chủ lực có xe tăng, xe bọc thép đồng loạt tiến công vào các cụm quân địch ở phía Nam Cảng. Các trận địa pháo chiến dịch, pháo chống tăng ở bờ Bắc bao gồm DKZ-75, pháo 85 ly cùng tên lửa chống tăng B-72 của các đội hỏa khí chống tăng đi cùng, bắn phá mãnh liệt vào các vị trí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bị bao vây tấn công từ ba mặt và không được chi viện đầy đủ, các đơn vị thủy quân lục chiến và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa phải mở đường máu rút về vị trí xuất phát. Riêng lực lượng thiết giáp đã bị thiệt hại tới trên 2/3 số xe tham chiến. Đến 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1973, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn trận địa. Cuộc hành quân Tango City thất bại thảm hại. Vùng giải phóng được khôi phục lại như trước ngày 25 tháng 1 năm 1973, từ cảng cửa Việt đến Vĩnh Hòa, tuyến chốt từ Thanh Hội đến Long Quang chợ Sải được khôi phục. 12 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1973, quân giải phóng miền Nam Việt Nam ngừng tấn công, chuyển vào thế bố trí mới, tiến hành đấu tranh chống lấn chiếm. Cuộc hành quân Tango City dù được hỏa lực chi viện mãnh liệt, tập trung rất cao của Mỹ, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không chiếm được một mục tiêu nào trọn vẹn theo kế hoạch. Kết thúc trận đánh, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố đã tiêu diệt 2.330 quân địch, bắt gần 200 tù binh, phá hỏng 113 xe tăng, xe bọc thép, thu 13 chiếc, bắn rơi 5 máy bay, phá hủy 10 khẩu pháo, bắn cháy một tàu, thu nhiều súng đạn, quân trang, quân dụng của đối phương, thu hồi toàn bộ tuyến chốt và cảng cửa Việt. Có thể nói, cuộc hành quân Tango City là nỗ lực quân sự cuối cùng mà người Mỹ bất chấp uy tín, danh dự đã thực hiện tại miền Nam Việt Nam. Ngoài B-52, hỏa lực các loại, thì dấu ấn Mỹ còn in đậm ở chính cái tên của nó, cuộc hành quân Tango City. Và ý định lập một tiếp tuyến mới đã bị bẻ gãy. Lựa chọn thời điểm thích hợp, lên kế hoạch tỉ mỉ, mục đích của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là chiếm cảng cửa Việt cùng tuyến phòng ngự do quân giải phóng miền Nam Việt Nam đang chấn giữ trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực, ngay cả trong ngày mà các bên đang ký Hiệp định 27 tháng 1 năm 1973. Nhằm đặt mọi việc vào tình thế sự đã rồi, mặc dù đã dùng đến cả máy bay chiến lược B-52 và hỏa lực tối đa, nhưng ý đồ đó đã không thực hiện được. 8 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973, khi hiệp định có hiệu lực, cũng là lúc các mục tiêu tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn dang dở, tiếng súng do họ khai cuộc không kết thúc được. Việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa với sự giúp sức của Mỹ tấn công căn cứ cửa Việt của quân giải phóng đã bị Ủy ban Quốc tế về kiểm soát ngừng bắn ở Việt Nam xác định là hành vi vi phạm Hiệp định Paris. Đây là hành vi vi phạm sớm nhất, ngang ngược và lớn nhất ngay trong lúc đang ký hiệp định và cả sau khi hiệp định có hiệu lực. Trận đánh ở cảng cửa Việt là niềm tự hào của tăng thiết giáp Việt Nam, xứng đáng được xem là trận vòng cung Kursk của binh chủng tăng thiết giáp trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước
Đây cũng được xem là trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Để hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu xem ai đã là người phá vỡ Hiệp định Paris, khiến cho chính Việt Nam Cộng Hòa mất đi cơ hội được có tiếng nói của mình trong chính phủ liên hiệp hai bên miền Nam và chính phủ liên hiệp hai miền khi tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Ai là người đã khiến cho đất nước phải thêm hơn 2 năm tang tóc? Ai đã phá bỏ Hiệp định Geneva, Hiệp định Paris khi cho rằng Việt Nam là hai quốc gia bằng luận điệu miền Bắc xâm lược miền Nam? Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.